Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là đoàn viên của đoàn trường tiểu học Lê Văn Tám. Trước tình đại dịch Covid-19 diễn ra rất là phức tạp, thì việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cực kỳ rất là quan trọng. Như chúng ta đã biết, virus vi khuẩn là nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh này. Chúng tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bằng những cái giác quan thông thường. Tuy nhiên, theo các chuyên môn với các chuyên gia y tế, chúng ta có thể loại bỏ virus vi khuẩn đáng kể bằng cách rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc là nước rửa tay. Vâng, rửa tay đúng cách nghe có vẻ đơn giản, nhưng hầu hết chúng ta lại làm sai. Đến 97% số người tham gia rửa tay không đúng cách. Vậy chúng ta phải làm sao, làm thế nào để rửa tay đúng cách? Chúng ta cùng thực hiện các bước rửa tay theo 6 bước như sau. Như chúng ta đã biết, ở trên thị trường của chúng ta ngày nay có rất nhiều loại dung dịch để mà ngăn ngừa virus Covid-19. Thì trên tay tôi có 3 loại. Có loại thứ nhất đó là dung dịch rửa tay dạng nước. Còn có loại thứ hai là dung dịch rửa tay dạng khô. Và có loại thứ ba, tôi nghĩ thì thấy đây là sản phẩm rất là tốt để mà ngăn ngừa virus Covid-19, để giúp các em học sinh biết cách để sử dụng rửa tay. Sau đây xin mời các đồng chí đoàn viên thanh niên của trường học Lê Văn Tám lên để thực hiện. Sau đây là các sau bước rửa tay. Bước đầu tiên là vớt tay bằng nước sạch, cho xà phòng, nước rửa tay vào lòng bàn tay, sau đó chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước hai, chúng ta chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạng các ngón tay vào các kẽ ngón tay. Bước 4, chúng ta chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5, chúng ta chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và làm ngược lại. Bước 6 là bước cuối cùng, chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Chúng ta cần lưu ý mỗi bước chúng ta thực hiện 5 lần. Và chúng ta sẽ rửa lại tay bằng nước sạch và lau khô. Chúng ta vừa nhìn thấy các bước rửa tay của các cô đã thể hiện cực kỳ rất dễ, phải không nào? Và sau đây để mời các em, chúng ta sẽ cùng thưởng thức các vũ điệu sau bước rửa tay của các cô giáo sẽ làm minh họa cho chúng ta. Xin mời các em cùng đón xem nhé.